Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị những cách khắc phục lỗi SC590. Lỗi SC590 là lỗi do cái bộ phận mực thải nó bị nghẹt, hoặc là nó bị dơ cái con mắt đọc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái chỗ mà nó sẽ báo lỗi 590 nha. Đầu tiên các bạn ra sau máy nè, các bạn mở cái nắp máy ra. Mở ra nha. Thì đối với đây là cái trên cái dòng 1025 thì mình sẽ không có mở cái này đâu. Đối với 2025 thì chúng ta sẽ mở luôn cái bệ phía dưới nữa. Sau đó các bạn mở để chúng ta mở cái bóc này ra. Khi này mình tăng góc thì chúng ta đưa cái bóc này ra này. Đối với 1025 thì nó làm rất là gọn. Còn đối với 2025 thì nó làm luôn một cái bóc cái dài xuống dưới đây. Rồi sau đó các anh chị sẽ rút. Bây giờ ở đây, đây là cái ống mực thải, tức là từ ở trên cái bộ phận của sau khi mà máy nó đưa ra cái mực từ trên ống mực hồi, nó đưa vô, nó tái sử dụng, của cái phần nào nó không tái sử dụng được thì nó sẽ ra cái bộ phận này và nó đưa xuống trong cái bình bắc phía dưới nè. Do đó là khi mà cái bộ phận này nó bị đơ cứng, nó bị kẹt lâu ngày, mực nó đóng cứng thì cái này nó quay không có được, cho nên nó quay không được thì do đó nó sẽ bị báo lỗi SC590. Thì bây giờ mình sẽ tháo, trước khi tháo thì mình rút cái sợi con rắc này ra, rắc tác độc này ra nè, mình rút ra ha. Rồi sau đó mình mở cái ốc này, rồi mình đưa nó ra, mình vệ sinh nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ rút đưa này lên nè, rồi sau đó chúng ta đưa này ra, chúng ta ngã cái này ra và chúng ta rút từ từ lên. Đây là cái bộ phận, mà nó sẽ báo lỗi nè. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái phần trên đây nè, rồi cái phần ở trong ống mực này. Và bây giờ mình sẽ đi thổi bụi nha. Bây giờ mình sẽ các bạn chú cái ấy ha. Bây giờ mình sẽ lấy hai cái con nhông, trong đây nó có hai con nhông, thì đây mình sẽ lấy con nhông này ra. Ở đây nó có cái khắc nè, mình chỉ cần lấy cái tay mình ấn xuống, mình lấy ra thôi. Ấn khắc ra. Bên này nó cũng vậy. Các bạn thấy con nhông này là nó có cái khuyết ha, cái vành khuyết trăng này. Thì mục đích nó gì? Mục đích là nó sẽ đánh vào con sensor này. Nó quay qua con sensor này. Đó, nó quay qua con sensor này rồi nó báo để nó xoay để nó đưa cái mực về lại dưới. Thì mà cái mực nó đây, từ trong cái bộ phận từ thì nó sẽ đưa, có một cái ống thải nó đút vào đây nè, đút vào đây và sau đó nó sẽ thải xuống dưới. Bây giờ mình sẽ chắc là tự rút cái cây này ra nha. Đó, chúng ta rút ra xong chúng ta sẽ rút cái cây. Đối với một số cái trường hợp thì khi các anh chị để lâu á, để lâu ngày thì cái mực ở trong đây nè, các anh chị sẽ bóp cái ống như thế này. Các anh chị sẽ bóp cái ống rồi sau đó các anh chị gõ cho cái mực cục này nó rớt xuống, tại vì lâu ngày thì cái mực nó sẽ bị đóng cục thôi. Đối với một số cái loại mà mực mà mình mua chúng phải những cái loại mực giả trên thị trường đó, hiện tại bây giờ nó cũng có là mực giả nha. Khi mà mua chúng mực giả thì nó sẽ bị hay bị đóng cục. Đó, bây giờ những cái này. Đây, phía trong đây nó có một cái con sensor nè, các anh chị thấy là đây nó có một con sensor ha. Tức là cái trong này nó sẽ quay như thế này. Đó, nó sẽ quay vào con sensor. Do đó là có trường hợp là khi các anh chị lắp cái này vào rồi, chúng ta vệ sinh cái này rồi, ống này rồi, mà các anh chị quên vệ sinh cái con này, thì khi đưa vào như đôi khi nhiều lúc nó cũng sẽ báo là SC 590.
Cho đó khi anh chị mở ra các anh chị vệ sinh thì các anh chị kiểm tra luôn hết luôn ha. À, chúng ta lấy cái bông gòn cái gì đó chúng ta vệ sinh trong hai cái khe của con sensor này, chúng ta vệ sinh hết sạch hết. Rồi sau khi chúng ta vệ sinh xong hết rồi, các bạn cứ bỏ gắn vô lại thôi, bình thường đâu có gì hết. Cái này các anh chị gắn vào đây. Các anh chị đầu gắn cái con, khi mà gắn lại thì các anh chị để cái phiết này nó nằm phía ngoài tại sợ nó cắn ha. Chúng ta sẽ xoay cho cái phần chữ D nó ra phía ngoài lại. Giờ chúng ta đẩy xuống nè. Chúng ta đẩy xuống vậy là xong. Rồi tiếp đến chúng ta đưa cái lò xo vô. Cái lò xo vô chúng ta phải gắn cái này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái này, đưa cái ống nhựa này vào lại thôi. Cái này thì nếu mà nó bị lỏng các anh chị mua cái sợi dây rút khác, các anh chị rút lại. Rồi sau đó chúng ta bỏ lại, chúng ta có rác trong máy lại là ok nha. Rồi khi ráp lại máy thì chúng ta đưa cái ống này đưa vô trong cái lỗ này trước nè. Đưa cái lỗ trước, chúng ta đưa xuống. Chúng ta sẽ gắn sẽ xoay cái sắt này, chúng ta sẽ gắn rồi phía trong này nó sẽ đưa vô. Khi mà nó đưa vô khớp thì cái chỗ này nè nó sẽ đi vô khớp này nè. Còn nếu nó bị cắn á, thì nếu nó bị cắn thì chỗ này nó sẽ không đưa vô được ha. Chúng đó chúng ta sẽ lấy tua vít chúng ta dặn lại thôi. Rồi sau khi chúng ta dặn này xong thì các anh chị luôn nhớ là chúng ta rút sợi dây điện thì chúng ta phải gắn lại, nếu không nó sẽ báo tiếp nha. Rồi cái đó là coi như là xong cái phần xử lý cái lỗi SC590 ha. Thì khi mà gặp lỗi này thì các anh chị cứ nhớ tập trung vào trong cái bộ phận này. Còn đối với cái bộ phận cũng là cái ống mực mực thải nhưng mà nó nằm ở ngang này, nó nằm ngang thì nó sẽ báo lỗi SC495. SC495 thì nó sẽ báo lỗi ở cái phần dưới này, phần ngang. Còn đối với phần này, 590 thì nó báo lỗi ở cái phần mực thải mà ống đứng nha. Các anh chị nhớ vậy là được. Còn đối với các anh chị muốn làm cái video về cái lỗi SC495 đối với cái phần ngang thì ở video sau mình sẽ làm ha. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video ở đây ha.